Rằng là bất động sản dòng tiền thì hiện nay chúng ta nên đầu tư vào cái phân khúc nào để làm sao có thể mang lại hiệu quả cao nhất? Hết tất cả những người không thành công chỉ vì một cám dỗ rất nhỏ. Họ rất tài giỏi nhưng họ không thể giàu được. Bạn nên nhớ rằng chỉ có liên tục tiến lên thì mới có thể thành công được. Đối với bất động sản dòng tiền thì chúng ta có thể đầu tư vào một số các cái phân khúc bất động sản nhà cho thuê, cái dạng như kiểu là khu căn hộ mini để chúng ta có thể cho thuê với cái mức giá tầm khoảng từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi, là một cái phân khúc sẽ có cái nhu cầu rất là cao, thì anh chị có thể đầu tư vào phân khúc này rất là tốt. Với cái phân khúc này thì do thị trường là những cái người mà ở các cái vùng nông thôn, khi mà họ lên các cái thành phố họ sinh sống và làm việc học tập tại các thành phố thì cái nhu cầu ở rất là cao. Rồi những cái khu chung cư mini hoặc là cái khu căn hộ mà làm sao đó để chúng ta có thể phục vụ cho cái tầng lớp là vợ chồng mới, chẳng hạn như là thế hệ trẻ mà hai vợ chồng mới là kết hôn, hoặc là vợ chồng trẻ có một hoặc hai con ở các trung tâm thành phố mà họ chưa có nhà, họ rất là mong muốn có được một căn nhà đàng hoàng lịch sự. Với cái diện tích từ 30 đến 35 mét vuông mà có thể là đầy đủ tiện ích và phục vụ cho cuộc sống của một cái cặp vợ chồng. Tôi được học rất nhiều những người thầy ở trên thế giới, khi mà họ từ những cái người mà bàn tay trắng mà họ đầu tư vào cái loại bất động sản dòng tiền và bất động sản cho thuê đấy, ở các thành phố, thì họ tập trung chính vào cái phân khúc đó là phân khúc cho những cặp vợ chồng, những cái cặp vợ chồng. Đương nhiên sẽ có nhiều phân khúc khác nhau, ví dụ như là anh chị có thể đầu tư cho sinh viên, anh chị có thể đầu tư cho công nhân, anh chị có thể đầu tư cho những người như là cán bộ hoặc là những cái công nhân viên ở phân khúc vừa. Nhưng mà nếu như các anh chị có tài chính, anh chị có thể đầu tư vào cái bất động sản mà phục vụ cho những cặp vợ chồng mới cưới, hoặc những cặp vợ chồng mà có được một người con hoặc hai người con mà họ chưa có điều kiện để mà mua nhà. Thì họ cũng rất là muốn có một cuộc sống nó rất là đàng hoàng. Thì với cái phân khúc này chúng ta đầu tư để mà xây dựng, hoặc là chúng ta thuê cho thuê lại, hoặc là thuê sau đó chúng ta nâng cấp sửa chữa lên trở thành những cái khu bất động sản, những cái nhà cho thuê đấy nó rất là phù hợp đối với lại ở các thành phố. Và cái tính ổn định của cái dòng bất động sản này nó sẽ rất là cao. Mặc dù hiện nay chúng ta biết là dịch bệnh đang diễn ra, nhưng nếu như mà chúng ta kiểm soát được xong dịch bệnh thì cái việc mà người dân ở các thành phố thì họ vẫn cứ phải là ở trong các thành phố thôi, người ta đang đi trú ẩn, sau đó thì người ta cũng phải về để chúng người ta làm việc ở các thành phố. Vì thế là cái nhu cầu ở, cái nhu cầu mà sinh sống và làm việc cũng như là nhu cầu thuê nhà tại các thành phố nó vẫn là một cái nhu cầu thực tế rất là cao. Cho dù gì đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ phải sống ở thành phố, người ta vẫn cứ phải làm việc ở thành phố, và người ta vẫn phải thuê nhà khi mà chưa mua được nhà, đúng không ạ? Bởi vì là số lượng cái người mà mua được nhà ở thành phố thì nó chiếm tỷ lệ rất là ít, không phải là nhiều các anh chị ạ. Và người ta phải mất rất nhiều năm cố gắng, rất nhiều năm tiết kiệm, rất nhiều năm để mà có thể có được cái số tiền đấy để mà người ta mua căn nhà. Ví dụ bây giờ nếu mua được một căn chung cư bình thường ở thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì cũng phải có tầm khoảng từ 400 triệu đến 500 triệu thì chúng ta mới mua được một căn nhà để vay ngân hàng tầm khoảng độ 70% nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta có 3% thì chúng ta phải vay tầm khoảng 1 tỷ rưỡi nữa để chúng ta có thể mua được căn nhà. Đôi khi thì có một số căn chung cư ở khu vực xa thì chúng ta cũng phải mua được, nhưng mà tầm tiền khoảng 400 triệu. Thế thì một cái người công nhân bình thường hay một cái người nhân viên văn phòng bình thường thì lương với mức lương từ khoảng từ 15 đến 20 triệu thì thực sự với các anh chị là ở thành phố là tiêu hết, tiêu cũng chỉ còn được, nếu không tiết kiệm thì tiêu hết sạch sành sanh. Như vậy nếu như muốn có nhà thì phải có cái mục tiêu rất là chi tiết và tiết kiệm, để mỗi một tháng chúng ta phải tiết kiệm từ 10 triệu. Thế thì một năm chúng ta tiết kiệm được 120 triệu, như vậy phải 3 năm, 4 năm làm việc hai vợ chồng thì chúng ta mới có được khả năng để mua được một căn nhà. Vì thế cái khả năng hiện tại mua nhà được ở thành phố nó rất là mong mong manh đối với những người có thu nhập thấp. Đấy, nên là một là chúng ta phải tăng thu nhập chúng ta lên, hai là chúng ta phải tăng cái tiết kiệm, giảm cái chi phí đi, thì may chăng thì chúng ta trong vòng 3 4 năm thì chúng ta mới mua được nhà. Vì thế là cái nhu cầu mà thuê nhà
rất là cao, dẫn tới là những cái ngôi nhà mà có đầy đủ tiện ích, cái ngôi nhà mà phục vụ cho cái tầng lớp những cái người có thu nhập từ 20 triệu đến 30 triệu nó rất là cao. Và như vậy chúng ta sẽ yên tâm hơn về cái việc mà cái người thuê nó không bị đột biến thay đổi, hoặc là cái người đi thuê đấy họ sẽ ở trong cái căn nhà của chúng ta nhiều hơn. Nên là đầu tư vào cái phân khúc mà nhà cho thuê cho những cặp vợ chồng nó sẽ ổn định và nó mang tính chất là an toàn hơn, đỡ rủi ro hơn cho chúng ta rất nhiều. Còn đối với một số các khu căn hộ các anh chị tập trung để phục vụ cho sinh viên thì thực tế là giá thì rất là thấp. Thứ hai nữa là cái sự đột biến thay đổi nó sẽ rất là nhiều. Nên nếu như mà các anh chị đầu tư vào bất động sản mà dòng tiền tại các thành phố thì tôi xin chia sẻ với các anh chị rằng đó là cái phân khúc cho các cặp vợ chồng, cho những hộ gia đình từ mới cưới đến một con, hai con. Đấy là những cái đối tượng mà sẽ giúp cho các anh chị chúng ta phát triển bền vững trong cái việc mà kinh doanh và đầu tư bất động sản dòng tiền, bất động sản cho thuê. Hơn nữa, nếu như các anh chị có đủ tài chính, anh chị có tiền, anh chị có thể đầu tư và phân khúc hoặc là thuê và cho thuê ở các cái thành phố với những cái phân khúc như là những cái căn hộ mà cho thuê dịch vụ với cái cơ sở vật chất là tương đối tốt. Xin lưu ý ở đây rằng là anh chị không nên đầu tư quá nhiều tiền vào cơ sở vật chất. Nếu như mà các anh chị đầu tư quá lớn thì cái việc mà thu hồi vốn lại nó sẽ rất là lâu. Nên nếu như chúng ta đầu tư vào phân khúc này thì chúng ta nên là thuê, sau đó thì nâng cấp sửa chữa về làm sao cho nó tốt, hoặc đàm phán cho cái chủ nhà đó họ nâng cấp sửa chữa cho chúng ta, sau đó chúng ta đem về chúng ta khai thác thôi thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Thêm nữa là cái dòng thời gian, cái quãng thời gian mà các anh chị chúng ta thuê thì nó phải dài để mang lại cái hiệu quả về kinh tế nó tốt nhất. Và bên cạnh đấy thì nếu như các anh chị chúng ta muốn tìm hiểu thêm về các cái mô hình kinh doanh cũng như là các cái kiến thức liên quan đến đầu tư hoặc các chiến lược đầu tư bất động sản thì anh chị có thể lên kênh YouTube Phạm Văn Nam. Anh chị có thể tìm hiểu về những cái kiến thức liên quan đến các cái chiến lược, liên quan đến các cái thủ tục, liên quan đến các cái mô hình để chúng ta kinh doanh bất động sản. Anh chị có thể search trên Google vào phần video Phạm Văn Nam để chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Xin cảm ơn các anh chị. Rồi, nếu anh chị em nào xem cái livestream này mà thấy nó hay thì anh chị có thể chia sẻ cái livestream này cho nhiều người biết đến. Bởi vì là hàng ngày thì tôi tiếp rất nhiều những anh chị từ khắp mọi miền cả nước và trên thế giới hỏi tôi về các cái vấn đề liên quan đến bất động sản, đặc biệt là liên quan đến pháp lý. Có rất nhiều người đang gặp phải những rủi ro về mặt pháp lý về bất động sản. Rất nhiều người có tiền nhưng không biết đầu tư như thế nào cho hợp lý, không biết làm sao mua được bất động sản cho nó đúng, đúng thời điểm, đúng bất động sản. Rồi có nhiều người không biết được làm sao có thể là đầu tư cho nó thành công và giảm thiểu những cái rủi ro khi mà đầu tư. Nên vì thế nếu anh chị là những người mà có những người thân của mình mà mong muốn tìm hiểu về cái chủ đề kinh doanh bất động sản thì anh chị có thể chia sẻ cái livestream này, hoặc là chia sẻ kênh YouTube của Phạm Văn Nam, hoặc là lên trang web phạmvannam.net để anh chị có thể chia sẻ cho mọi người về những kiến thức. Những kiến thức này thì tôi phải mất bằng thời gian, bằng tiền, thậm chí bằng mồ hôi, bằng nước mắt để có thể là có được thêm những kiến thức này để có thể chia sẻ cho các anh chị, mà nó hoàn toàn miễn phí ở trên kênh YouTube của Phạm Văn Nam. Nên là rất là mong được chia sẻ những cái giá trị này cho cộng đồng để chúng ta có thể là có được những cái con người phát triển hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn và giàu có hơn, đúng không ạ? Rồi, xin được cảm ơn các anh chị. Nếu anh chị nào mà đang xem livestream mà có câu hỏi gì về bất động sản thì anh chị có thể là chia sẻ cho anh em. Rồi, đầu tư bất động sản dòng tiền thì tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu phần trăm trên vốn đầu tư thì sẽ đạt? Nói chung là câu hỏi này cũng rất là hay. Tỷ suất lợi nhuận ấy thì nói chung là cao nhất là bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng mà nói chung để mà thành công trong việc mà đầu tư vào bất động sản dòng tiền thì tỷ suất lợi nhuận tầm khoảng từ 15% là rất là tuyệt vời rồi. Nếu mà đạt được 20% thì là quá là tuyệt vời. Còn thực tế ra thì bất động sản dòng tiền hoặc cho thuê thì tỷ suất lợi nhuận sau khi trừ hết chi phí đạt được 10% đến 15% một năm là quá tuyệt, đúng không? Là quá tuyệt rồi. Còn đối với một số các anh chị mà chúng ta đầu tư bỏ quá nhiều tiền vào cái việc mà đầu tư vào hạ tầng thì nó còn thấp hơn. Vì lý do là cái thời gian hoàn vốn nó sẽ rất là lâu. Ví dụ như là chúng ta bỏ ra
vài tỷ để chúng ta đầu tư vào một tòa nhà, thì sau khoảng độ vài năm thì chúng ta mới thu hồi vốn. Như vậy thì sau khoảng thời gian vài năm nữa thì chúng ta mới có được cái lợi nhuận, thì nó sẽ không được lợi nhuận cao. Đấy, thì đấy là một trong những cái chiến lược vô cùng quan trọng, nên là chúng ta phải dựa trên cái tỷ suất lợi nhuận. Nếu như chúng ta thấy được nó hiệu quả thì chúng ta nên đầu tư. Còn đối với lại bất động sản dòng tiền mà chúng ta là người đi thuê sau đó cho thuê lại, thì tỷ suất nó tầm khoảng từ 15 đến 20% là vô cùng tuyệt vời rồi. À, còn thường thường chỉ đạt tầm khoảng độ từ 10 đến 15% thôi. Còn đối với lại cái bất động sản dòng tiền mà chúng ta là người có tài sản cho thuê ấy, thì tỷ suất lợi nhuận nó sẽ cũng rất là cao. Đương nhiên là cái đấy là chúng ta là có thu nhập thụ động chứ không phải là tỷ suất lợi nhuận nữa. Đúng không ạ? Thu nhập thụ động đấy. Thì nếu như anh chị có tài sản chúng ta cho thuê thì đấy là thu nhập thụ động của anh chị. À, còn nếu mà chúng ta đi thuê sau đó chúng ta cho thuê thì đó là tỷ suất lợi nhuận. Ví dụ chúng ta bỏ ra là 1 tỷ sau đó chúng ta thuê căn nhà đấy, sau đó chúng ta cho thuê đấy, với một cái mức lợi nhuận tầm khoảng từ 15 đến 20% là rất là cao. Nếu mà tự xây dựng từ đất mà được như lãi ngân hàng thì tốt anh nhỉ. Đúng rồi. Nếu mà tự xây dựng từ đất của mình á mà được như lãi ngân hàng, tức là tầm khoảng độ 10% đến 15% là vô cùng tuyệt vời rồi. Đấy. Và cảm ơn Mạnh nhé, cảm ơn Mạnh Hạnh. Đấy là cái vấn đề mà đầu tư bất động sản dòng tiền thì chúng ta cần phải xem xét thật kỹ. Tuy nhiên là đối với cái phân khúc mà đầu tư bất động sản dòng tiền, chúng ta cần phải có những cái chiến lược, đặc biệt nhất là chiến lược marketing và chiến lược sale, chiến lược bán hàng. Có nhiều người có tiền xây dựng lên căn nhà cho thuê, hoặc là có nhiều người có tiền đi thuê sau đó thì nâng cấp sửa chữa cho thuê và sau đó thì lại bị vỡ trận vì lý do là không biết làm marketing, không biết quản lý, không biết làm bán hàng và không biết cách để chăm sóc khách hàng. Vì thế trong bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại, chúng ta cần phải biết về xây dựng hệ thống marketing cho cái dịch vụ của mình. Thứ hai là xây dựng hệ thống bán hàng cho dịch vụ của mình. Thứ ba là xây dựng hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng cho cái sản phẩm dịch vụ là tòa nhà của mình. Và quan trọng nữa là chúng ta cần phải cân đối về dòng tiền thu chi cho nó phù hợp. Có nhiều người có được cái bất động sản cho thuê sau đó thì chi phí quá nhiều, dẫn tới là bị âm vào trong khoản lãi, dẫn tới là cái kinh doanh nó không đạt hiệu quả. Nên vì thế nếu như mà Mạnh Hạnh mà muốn đầu tư vào bất động sản dòng tiền thì cần phải học thêm về các cái chiến lược để xây dựng một cái hệ thống kinh doanh, học thêm những cái chiến lược để có thể là bán được hàng. Đấy, làm sao để chúng ta có thể quản lý được người vào người ra, làm sao chúng ta quản lý được cái doanh thu lợi nhuận chi phí và cái dòng tiền, làm sao để chúng ta có thể quản lý được con người để quản lý cái tòa nhà đấy. Đấy, đấy là những cái chiến lược mà chúng ta cần phải học. Và bình thường thì người ta cứ nói là có tài sản thì cho thuê thôi, nhưng đến thời điểm này là một cái thời điểm rất là cạnh tranh, nên nếu như mà các anh chị chúng ta không biết về marketing, về bán hàng, không biết về công nghệ internet, không biết về quản lý, rồi không biết về dòng tiền thì rất là rủi ro cho những cái người đầu tư. Tôi được biết rất nhiều người tham gia vào cái lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản, lúc đầu thì rất là thành công, nhưng sau đó họ không biết cách quản lý và dẫn tới là họ đã bị thất bại. Và một khi mà đã tham gia vào trong cái lĩnh vực bất động sản này mà bị thất bại thì tốn rất là nhiều tiền và tốn rất là nhiều công sức, và thậm chí là rủi ro rất là cao. Nên vì thế chúng ta cần phải có những cái kiến thức đầy đủ trang bị cho mình trước khi mà chúng ta tham gia vào cái lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trên kênh YouTube của Phạm Văn Nam thì hàng ngày đều có những cái video chia sẻ về chủ đề kinh doanh và đầu tư bất động sản, đặc biệt là liên quan đến các cái lĩnh vực, hoặc là về pháp lý, về đầu tư, về kinh doanh, về phát triển nhân sự, phát triển đội nhóm, rồi chiến lược làm sao chúng ta kinh doanh và đầu tư bất động sản thành công. Đây là một cái kênh mà chia sẻ toàn bộ tất cả những cái vấn đề liên quan đến bất động sản, những cái điều mà các anh chị chúng ta sẽ gặp phải trong quá trình đi đầu tư, trong quá trình mà xây dựng đội nhóm đầu tư, ví dụ như các mô hình kinh doanh bất động sản, tất tần tật về bất động sản đều có. Và mục tiêu của tôi là sẽ làm sao đó phát triển một cộng đồng đến hết năm 2020 là có 100.000 người ở trên kênh YouTube này, và đến 2021 là sẽ có khoảng 200.000 người. Nên vì thế cũng rất là mong được anh chị em trên toàn quốc, những người bạn của tôi, thì anh chị có thể là vào trên kênh YouTube Phạm Văn Nam. Anh chị lên Google search Phạm Văn Nam, anh chị sẽ bấm vào đường link và đăng ký
vào kênh YouTube của tôi. Hy vọng rằng tôi sẽ có nhiều những cái video hơn nữa để chia sẻ cho các anh chị. Và nếu anh chị nào mà có câu hỏi gì về bất động sản, bất kỳ một vấn đề gì liên quan đến bất động sản, anh chị có thể là đặt câu hỏi với tôi về pháp lý, về đầu tư, về chiến lược, hay là về các cái lĩnh vực liên quan đến bán hàng bất động sản, marketing, hoặc là đội nhóm, thì tất cả những vấn đề đấy. Nếu như anh chị nào mà có bạn bè anh chị mà là những cái chủ đầu tư, anh chị bạn bè anh chị là những cái sàn bất động sản mà đang gặp khó khăn về vấn đề huấn luyện, đào tạo đội nhóm, huấn luyện về marketing, huấn luyện về về bán hàng cho nhân viên môi giới, thì anh chị có thể là liên hệ để kết nối, là tôi có thể chia sẻ cho các công ty, các cái sàn bất động sản đấy có thêm những cái nguồn năng lượng, có thêm những cái chiến lược, có thêm những cái công cụ để làm sao cho họ có thể bán được hàng một cách nhanh nhất. Đấy là những cái giá trị mà tôi có thể chia sẻ cho cộng đồng cũng như là những người bạn của các anh chị. Đó, xin được cảm ơn.